mình sẽ có lối đi ra Bình Thái. Chào cả nhà nha, hôm nay mình sẽ đi cái hướng, em cứ đi thẳng lên luôn, là tập ra bên phải á, đi thẳng bên đây nè, đó, tại vì mọi xe nhanh rồi mình đi thẳng chứ khỏi cần vô sát ở trong ha. Rồi em tắt xe nhanh. À, tại vì em chuẩn bị mình sẽ đi về hướng Phú Mỹ, cầu Phú Mỹ thì mình sẽ đi lần này. Lý do sao? Tại vì chút xíu á, nó có hai chia hai nhánh nữa khi mình nhập vô đây rồi. Thì các bạn có nhiều khi các bạn có để đi đường này ra Đồng Văn Cống để các bạn ra Mai Chí Thọ nha, để về lại thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Lâm Thủ Thiêm. À, còn ở trên kia thì nó cấm cái khung giờ cho các bạn đi song hành, các bạn đã cấm rồi, người ra các bạn quay đầu nữa là các cấm trong khung giờ. Tại đây thường thường mình đang đi đường này và mình có hướng dẫn các bạn nữa, khi mà ở đây ngay đây mà nó bị kẹt xe thì mình sẽ đi lối ra hơn Bình Thái rồi mình lên cái dòng xuyến mình sẽ quay đầu lại em đi bên trái. Còn bây giờ hiện tại mình đang đi hướng về cầu Phú Mỹ nha, đó bên làng này. Em không cần phải mở xe nhanh cũng được ha, tại vì bên kia mới mở, bên kia là tại sao cái vạch nó đang vẽ bên đây thì có phải mình đang đi thẳng không, đúng không, mình đang đi thẳng nó hơi cong thôi, còn bên kia là mình là rẽ cái hướng khác thì bắt buộc phải mở xe nhanh nha. Rồi em đạp ga lên. Thường thường cái lối này mình hay đi đường về lại thành phố Hồ Chí Minh các bạn đó. Còn nếu mà đường này mình mà biết mà nó kẹt xe đó thì mình sẽ đi cái hướng về Bình Thái, mình lên cái dòng xuyến mình quẹo trái luôn, không cần phải ôm dòng xuyến. Rồi em đạp ga lên, mở xi nhan phải vô, đạp ga lên nữa, ga lên nữa, đúng rồi. Thì thường thường đa số là mấy ngày thường á, mấy ngày thường hoặc thứ bảy vẫn kẹt xe ở trên cầu Phú Mỹ. Nhưng mà nó đỡ hơn, tại lý do sao bạn, ngày thường á, ngày thường kẹt cực kỳ nhiều luôn, cầu Phú Mỹ kẹt buổi chiều là kẹt cứng luôn. Riêng mà cuối tuần chủ nhật á thì đỡ hơn, lý do là công ty không có làm chủ nhật, xe lượng xe ít, thứ bảy thì lượng xe cũng ít, ít tại bớt đỡ phần nào. Nhưng mà ngày thường thì nếu mà mình đã đi mà hướng về Phú Mỹ là thôi, mình đi mấy lần à bị kẹt cứng lâu lắm. Rồi bây giờ hôm nay mình sẽ đi cũng lại về qua cầu Phú Mỹ nha. Thì các bạn lưu ý về vấn đề mà qua cầu Phú Mỹ như thế nào, thì đây mấy anh lớn không à nên các bạn phải cẩn thận. Em từ từ ha, đó, thả chớn, tại vì hướng của vua này mình chưa biết ở trên là gì. Có nhiều mấy anh công anh sơ ý á, anh qua làng mà anh không để ý ha, đó anh đâu cần mở xi nhan đâu, thấy không, đó ảnh gọi là ương dễ dãn á. Rồi em đi thẳng luôn, anh né vô rồi. Chút xíu em sẽ nhập ra bên trái ha, để mình đi thẳng về cầu Phú Mỹ, đây dễ rồi. Trái à? Chút xíu nữa em đi ra hết cái này em mới nhập qua bên trái. Là nhập ra làng chính á. Thì các bạn lưu ý nhất là khúc này nè, các bạn nào mà xe con các bạn hay chen với mấy anh lớn là coi chừng nha, lát đồng tiền hết. Thì bằng cách nào để em sẽ chuyển làn sáng vô cái bạch trắng đó cho thầy. Đừng có đi sát với giữa anh có, tại sao? Ở trên đây nó làn đường nó đang hẹp lại dần. Đang hẹp lại dần, nó gom lại vừa đủ hai xe thôi. Dạ. Còn hai xe lớn là đi không được. Vừa xe lớn, vừa xe tải đó với xe thầy đi được. Còn riêng mà hai xe lớn này đi không được nha. Cặp anh công nữa thì mình cứ nhường anh công đi trước, mình đi sau. Vậy thôi, em cứ đi sát bên phải giúp thầy. Đó. Em nghe cái âm thanh của anh công đề ba không? Anh chở nặng. Đúng rồi, em cứ đi bình thường cái xi nhan thôi. Quan trọng em nhìn vô cái kính mà anh xe tải anh thấy mà em là ok, mà nhìn hoài ảnh mà nhìn em hoài luôn là biết rồi đó. Rồi nhích lên chút xíu đó, đúng rồi, tốt. Để gì, để cho anh thấy mình ha, cho mình an toàn vậy thôi. Đó, chút xíu mình đi mình sẽ xéo ra. Đạp ga, đó dựa theo xe tải đi ha. Rồi đi đạp ga đó chứ anh đi theo xe tải luôn. Anh công anh đi bên kia rồi ha, anh đi làm được bên kia. À, ok chưa, rồi tắt xi nhan vậy thôi.
tốc độ đây là 60 nha. Cho em đạp ga chút xíu nữa đi. Đi với mảnh lớn ớn ớn quá ha. Anh bự con quá. Rồi, cái phía bên phải á, thường thường là mình hay nhập bên đó để mình ra Đồng Văn Cống để ra Mai Chí Thọ. Còn bây giờ mình đang đi hướng bên cánh trái nha. Thấy không? Đó. Em mở xe nhanh trái luôn. Đó, đi qua ngoài làng Hoàng Bè luôn. Còn cái chính giữa ở trong này nè là hầm Chua Mỹ Thủy ra phà Cắt Lái nha các bạn ha. Các bạn đừng đi lộn nha, có nhiều anh em vẫn đi lộn rất nhiều. Đây là hướng về gọi là cầu Phú Mỹ. Lỡ các bạn đi lộn đây thì các bạn còn nhập vô được nè. Đó, thấy không? Nhập vô được là xuống dưới hầm Chua Mỹ Thủy. Còn riêng mình đang đi hướng về ngay chỗ cầu Phú Mỹ. Đó. Hy vọng là cái thứ bảy hôm nay là mình đi sẽ không kẹt gì máy hả. Vừa mới nói là hơi đập công rồi đó. Ok mọi người, chào mừng quý vị đến. Trời, ông Kim đi gà, gọi đập gà. Ông Kim đi gà, ông gà như đúng rồi luôn nè. Rồi, em đi thẳng tiếp. À, hên quá, không kẹt các bạn. Cầu Phú Mỹ là cái cầu gọi là cái cầu cao để chi mấy cái cảng để người ta công người ta đi ngang á, mấy tàu công người ta đi ngang người ta không bị vướng, đúng không? Nên cao lắm, như những cái xe lớn này đi sẽ bị nặng nên bò lên nhiều. Thì anh em đi xe lớn mở xe nhanh trái giảm lại, gạt thẳng lại. Rồi mà xe bên đó vướng rồi từ từ vô. Rồi em đi vô. Đó, xe bên đó vướng ha. Rồi ở đây mà các bạn phải mở xi nhan nha, không mở xi nhan rồi dừng lại luôn rồi. Sao vậy? Tại sao? À, xe này chưa dán hả? Rồi, lùi lại đi em. Hổng hợp là qua bên kia, rồi lui lại, em lui đi. Xe này không có dán, hổng hợp là qua bên kia mà ảnh cứ lũi vô đây, rồi em lui buông thắng ra chùm thầy nữa. Thiệt là cái tình luôn á, nữa lui. Rồi em nghiêng qua bên phải chùm thầy, rồi lui tiếp. Lui đi. Lui nữa nè, nữa, lui tiếp. Thiệt là vi diệu quá đi thôi, nữa, lui tiếp, rồi em trả lấy lại. Rồi, nữa, lui tiếp, em mở xi nhan phải chùm thầy. Rồi, đi tới. Rồi đi, đánh lấy qua phải. Wow, đúng. Anh nó bậy lắm rồi nha. Rồi đi tiếp luôn. Đó. Định qua bên kia rồi dướng rồi. Không biết nó có dở không. Không dở là tôi mua luôn. Không dở không. Không dở tụi tôi mua luôn. Trong khi đó tôi có tài khoản. Rồi mở cửa xuống. Chỗ này sao nó không tự động luôn. Chỗ này không có tự động luôn hả. Buồn thiệt chứ. Đâu có, xe anh làm gì hết tiền. Xe bên kia hết tiền. Chứ xe bên kia xe nó nhiều quá phải chạy trả tiền luôn chứ sao giờ. Rồi ở đây nếu mà đúng ra những cái chỗ mà kia thì mình sẽ tự động luôn nha bạn. Hổng hợp nhưng mà vẫn mở tự động được. Rồi đi tiếp. Nhưng mà riêng chỗ này mình bị mấy lần rồi. Có một cái chỗ những cao tốc gì ở đâu ở quốc lộ 20 hoặc là chỗ hỗn hợp khác bất cứ luôn, các bạn để ý giùm mình nha, là hỗn hợp là mình vừa đi qua, thấy không, mình vừa đi qua là nó dở lên luôn. Riêng ở đây tôi không biết bó tay luôn, cái chỗ này là tôi nói thiệt tôi bó tay rồi. Còn riêng chỗ khác mấy bạn để ý rồi,
nhất là ở dưới Bến Tre nè, Bến Tre hỗn hợp, tôi đi ngang qua đó tự động dở lên luôn, nó chờ tiền nha các bạn. Rồi cái gì, cái liên dầm, cao tốc liên dầm, cái trạm thu phí liên dầm, liên đầm, là tôi đi, mình đi ngang qua bên hỗn hợp dở lên luôn, riêng chỗ này không dở, giận rồi. Nhớ cẩn thận trên kia có giao thông, xe gắn máy nào mà đi ngang qua đây thì mà lấn làn đây là bị bắt á. Buồn thì chứ 14.000. Bây giờ kêu tại sao mình chạy qua đây, chỗ bên kia thấy xe nó bay xuống ầm ầm nó phải qua luôn. Khúc này thường thường giao thông hay đứng bắt những xe máy bị lấn tiếng các bạn, nên các bạn cẩn thận nha. Rồi ok, thì có mỗi, nói chung là mỗi chỗ mỗi quy định khác nhau, nó không có logic, nó không giống nhau đâu bạn. Kể cả tôi xe bảo dưỡng bên chỗ showroom bên đây bên kia nó còn chưa biết, nó không có liên kết nhau chặt chẽ. Gầu, thấy bên kia nó đông nghẹt thấy không? Gầu, em đi tiếp bên kia thôi chứ bên mình chậm. Tốc độ trên đây là chỉ có 60 nha, đối với xe mình nha. Mình đi rất nhiều cao tốc, mình đi rất nhiều những cái trạm thu phí. Không? Rồi em coi bên trái trống hay chuyển làn qua bên trái. Rồi đập ga lên. Rồi chuyển ga đúng, ga em đi tiếp. Đường nó lún nhiều ha. Đúng ra thì xe nặng thì đi bên phải. Không? Là mới đúng bài luôn. Mà trên khi đó nếu mà đợt trước mình có nói cái vấn đề, cái đề tài đó là ở trên vẫn có máy quét luôn, ở trên vẫn có cảm biến luôn mà nó không dở. Chút xíu để vô thử coi nó có bị trừ tiền trong tài khoản không. Rồi đây đặc sản bây giờ là bò nè. Cái bò nhẹ nhàng lên cầu. Đúng rồi, bò nhẹ nhàng đông vui chứ đúng không, cực kỳ cao nha, tại cầu cảng mà. Alo alo, anh làm bên ngân hàng có cần quay vốn không em? Tắt máy liền. Nhân viên tài chính mở xin nhanh phải giùm thầy đi, thầy cũng báo quá này ghẹo hoài. Rồi em đập nghe lên, đúng rồi, mình được chuyển này trên cầu nha. Làn cầu rộng là có hai làn đường, là mình cứ chuyển làn với điều kiện là phải vạch đứt khúc nha, và không được cấm, không có bạn cấm vượt thì ok, mình cứ di chuyển qua lại nha. Còn những bạn nào mà học lâu hồi xưa đó thì các bạn sợ vấn đề là không cho phép trên cầu đúng không, lâu lắm rồi, hồi xưa bây giờ người ta cho phép rồi, với điều kiện là cầu rộng nên các bạn di chuyển bình thường thôi. Tải với công kìa, chỉ có 40 thôi, xe con mình được 60. Nói về đến tài chính, ông gọi điện vô ông nói em bên tài chính anh có cần vay vốn không, tôi bên ngân hàng. Còn hơi đụng đồng nghiệp á. Bạo quá thầy. Ok mọi người. Rồi anh nói này có chiều hướng lạnh chen vô nè, thấy không? Rồi mình đi tiếp thôi. Ai bóp kèn nó vậy? Rồi đi tiếp. Không được quá 60 nha. Rồi hai ông này ông đi cái chật cái chậm gì rồi. Rồi đi tiếp, buông thẳng ra giùm thầy, đạp nghe nhẹ chút xíu. Đồn rồi mở xi nhanh phạt trái giùm thầy, buông thẳng ra. Đồn rồi em di chuyển qua, buông thẳng ra đừng đạp thẳng. Đồn rồi đạp nghe nhẹ, đạp nghe nhẹ. Rồi em đi thẳng tiếp.
rồi vừa vừa thôi, giảm lại chút xíu. Tại sao nó có mấy bắn đó ha. Rồi Bùn Thắng tiếp. Rồi đi. 60 thôi nha, ta đã quy định 60 rồi. Rồi tiếp tục. Xíu lên trên nhập vô vậy thôi. Cái kia là cắm quẹo phải nó, còn khi mình nhập làn đường nó khác, em hiểu không? Cắm quẹo phải là khác, còn nhập làn đường là khác. Nhập làn đường là người ta tính gọi là đi thẳng. Nhớ nha, các bạn nhớ giùm mình nha. Nhập làn đường là người ta tính đi thẳng. Rồi em mở xe nhanh phải giùm thầy. Đúng rồi, em lại xéo xéo qua. Rồi đi lại xéo xéo qua. Đúng rồi, cứ đi. Rồi từ từ. Đúng rồi, ta gọi là nhập làn đường đó, thấy không? Rồi em đi tiếp. Quên nãy em kêu vô kia luôn đúng không? Đúng chưa? Rồi chậm lại đây nè. Mở xi nhan phải từ từ. Rồi đi lại vô. Rồi Bùn Thắng ra. Đó vậy thôi, có gì đâu. Ok chưa? Xin lỗi anh kia đi. Trên kia còn nhập được mà lo gì. Giờ qua cầu mới quẹo vô hả? Dạ vâng ạ. Rồi đèn đỏ luôn. Nói chung là ở trên đây có nhiều bạn là sẽ bị gối não. Tôi đây còn gối não nữa. Thứ nhất, cái biển báo các bạn phân định được là cái biển báo nó nằm ở đâu. Cái biển báo nó nằm ở đây thì nó chỉ có tác dụng bên làn đường bên đây thôi nha mọi người. Còn biển báo bên kia thì tác dụng bên làn đường bên kia. Còn biển báo của mình là nằm ở đâu, là nằm bên đây, thì các bạn phải quan sát bên đây giùm mình. Không, có bạn có quan sát nhiều quá nó sẽ bị gối con mắt lên. Các bạn lưu ý giùm mình nha. Bên phải mình đang đi làn đường ở đây thì mình sẽ canh cái biển báo nằm bên đây phải 50, tốc độ 50, cấm xe tải trong khung giờ tôi lưu vừa luôn kìa, các bạn thấy không? Rõ ràng không? Còn làn đường bên đây thì ở nằm ở đây. Rõ ràng nha. Ok, em đi tiếp. Đó là đặc sản của Nguyễn Văn Linh. Trời, biết đường về nhà chưa? Vừa qua cầu quay phải hả? Ở dưới cầu này đúng không? Dạ, em phải mở xe nha. Rồi, nhập vô dần dần. Vừa qua cầu vô đúng không? Em phải nhập vô trước, đúng rồi. Cái này nó vạch Đức Phúc nha, chúng mày vạch liền nha. Nó vẽ cũng 50-50. Rồi, giảm lại chúng mày, ra thẳng lại. Đây đúng không? Chút nữa. Thấy chưa? Rồi, ok. Mở xe nhanh phải tập vô. Còn phải lên trên ngay chỗ đó đi. Cũng được, tập vô đây cũng được. Có xa không? Có xa em đi bộ không? Rồi ok em nha. Rồi dừng lại dây cho thầy. Ok xong rồi bạn. Mình bạn ấy chạy rất tốt nha. Bây giờ mình sẽ quẹo vô trong kia cho bộ giống như là mình quay đầu á. Nhưng mà mình ăn gian chút xíu ha. Đó, mình canh đó bạn ơi. Mệt ghê thiệt. Thấy không? Mình canh, mang canh chua. Ok mọi người, nói chung là chạy lên tuốt trên kia cũng được các bạn. Nhà thôi lâu lâu khóa lại chút xíu nha bạn, nên các bạn nhiều khi đừng có ném đá mình, đúng không? Phải cũng quan sát kỹ lắm mới dám đi vô.
Rồi thì bạn ấy chạy tốt đã liền kỹ năng cho bạn ấy chạy ok rồi. Bây giờ mình sẽ về bạn ấy có thể nhận xe và chạy trên xe của mình luôn. Thì mình nhắc lại thì những cái biển báo, những cái biển á và cái đèn á, nó gối lắm, nó gối đồ hình luôn các bạn. Các bạn nhìn thực chất á, nhìn nó thực chất là nó sẽ hơi bị gối, nhưng mà các bạn nhìn kỹ lại nó đỡ à, nhìn lại kỹ thì nó sẽ ok à, nó cũng chuẩn chu lắm bộ, đó đầy đủ hết bộ. Bây giờ mình vẫn đang trong đây thì mình đi tốc độ 50, nói chung là bây giờ chút xíu mình nhập ra nhập ra thì cũng đi trên đường đèn đi thẳng ở đây cũng được, nhập ra cũng được nè à, không có xe thì mình nhập ra thôi bình thường nha mọi người à, không có cấm không có kiết gì ha. Rồi ok, trời ơi cái túi đồ của tôi gớp hay gì vậy. Khi bạn ra đây thì các bạn sẽ đi tốc độ cao hơn. Mình nói lại là từ làng này đi vô làng trong là tính đi thẳng nha, chứ không phải là tính quẹo nha các bạn ha. Các bạn nhập ra nhập vô là bình thường. Rồi ok, quá đông đúc. Rồi đường cong này đi nhiều lúng luôn nè, xe gầm thấp đi mà lạng quạng là dính cái mỏ cạ liền đó. Ở dưới đường có những cái vệt trắng trắng á, là do những cái xe gầm thấp đi nó bị cạ à, bây giờ lẽ mình ra làng chích ra là làng kia nữa, ra làng kia nữa là mình phải chuyển làng. Sau khi một hồi mình đã chuyển vô lại làng trong nha bạn. Tại sao khúc này là mình biết bên trái nó sẽ kẹt xe và kẹt đèn, mình vô trong là sẽ không có kẹt đèn, cũng không có kẹt xe luôn. Đây là làng hỗn hợp. Rồi cái đèn tín hiệu vẫn đang đi gầu giảm luôn. Rồi ok let's go. Rồi bây giờ mình sẽ nhập ra làng chính không ta, thôi mình đi thẳng luôn à, tại cái làng bên kia nó xấu quá. Chắc cũng 1-2 năm sau là cái đường nó sẽ đẹp mọi người. Giờ đường gác gứ nhiều quá. Rồi vụ gì nữa đây, một nồi luôn à, chạm thu phí. Ai xe mình là được miễn phí trên đại lộ Nguyễn Linh nha các bạn ha. Xe con là được miễn phí, còn xe tải xe dướng nó có nhiều trường hợp là xe quý xe tháng này nọ xe miễn phí đi qua đó, xe vé lượt thì đi, nên có nhiều trường hợp là đi lộn xộn quá. Nếu đúng ra phải dành cho một cái làng của xe con nữa đi luôn, người ta sẽ vẽ lại làng xe con, người ta để trên đó là vé lượt vé quý rồi không đó, nó khổ vậy đó. Bây giờ là đang phải thu tiền bằng tay nên nó sẽ kẹt. Nó thu tiền bằng tay nó sẽ bị kẹt.
Lỡ rồi, hết lấy vô rồi. Đúng ra bên kia phải mở cái đường rộng ra chút xíu. Nếu do mở đường rộng quá thì người ta sẽ chen à, mệt ghê các bạn. Rồi, ok. Bây giờ mình di chuyển qua và tốc độ đây các bạn lưu ý giùm mình nha. 60, 50 nha các bạn, chú ý nha. Bây giờ tôi thì thẳng ra tới bên kia luôn à, tôi thẳng qua đây là được 60 nha. Ai mà đi lạng hoạng bị bắn tốc độ gánh chịu đó. Ở đây làn đường này mình đi được 60, còn làn đường ở trong chính giữa là chỉ có 50 thôi. Hai cái làn đường ở trong là 50 thôi, các bạn lưu ý nha. Anh em nào không để ý là coi chừng tiêu. Ở đây máy bắn đầy, có nhiều anh em bang nhưng mà dính ha, máy bắn nằm đầy hết. Rồi mình nhắc lại, làn đường 1 là 60, hai làn kia là được chỉ có 50 thôi, nên anh em chú ý. Rồi lúc này mình sẽ đi qua mình kiếm cái biển báo là tốc độ mới, có thể là biển báo là hết mọi lệnh cấm à, hoặc là biển báo báo hiệu tốc độ khác. Rồi xe chở quá khổ quá tải, chạy đi đâu mà quá khổ quá tải nhiều thế, cưng là quá khổ quá tải rồi. Ok, mình sẽ đi về đường Phạm Hùng các bạn. Hồi nãy mình định đi vô trong luôn, là đi chung với xe máy luôn, nhưng mà đông lắm nên mình sẽ đi ra ngoài các bạn. Đây nó vẽ một cái làn đường này, không biết làn đường gì, mà nhìn trên cái bảng á, thì thấy là làn đường nó bốn làn đường, một làn đi thẳng qua quẹo phải à, là khúc dưới, nhưng mà lên đây thì lại mình đếm lại là một làn quẹo trái bên kia, làn hai, làn làn một, làn hai, làn ba, mình đang làn bốn, là cái làn trong là tuyệt đối không vô nha các bạn ha. Nên các bạn chú ý vấn đề này nha, mình sẽ đi về hướng về Phạm Hùng. Rồi ok, mình sẽ quẹo phải để mình về đường Phạm Hùng các bạn. Mưa lớn rồi. Các bạn thấy cái đường Phạm Hùng mà lối ra không? Các bạn lưu ý những xe máy hay ban ngang qua cẩn thận. Rồi mấy ông xe máy ông lớn ra luôn. Đó, chú đó là lú đầu ra quan sát là quá ok luôn. Thôi mình sẽ xin kết thúc video clip này. Cảm ơn các bạn cả nhà đã theo dõi. Chúc cả nhà có những trải nghiệm lái xe tốt, an toàn hơn. À, bạn nào còn mà vấn đề mà thấy cảm giác mình còn yếu, hay là mình còn băn khoăn những cái vấn đề mà học lái để mình cứng tay lái, thì các bạn cứ liên hệ với mình. Bên mình chuyên về bổ túc tay lái nâng cao kỹ năng lái xe an toàn.
cho những người lái mới à, có tập những cái bài đường đèo, đường dốc này nọ đầy đủ hết nha mọi người. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi. Cả nhà nhớ cho mình một like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để đón xem những video clip mới. Chào tạm biệt cả nhà.